nhưng mà thầy có cái chuỗi khác, cái chuỗi này hay là hay cái chỗ đó lên. Một cái ông thứ ba ông cũng nhập cái bắt quật là A, nhưng mà cái chuỗi nó lại khác nữa, cái chuỗi này đó thì là hơi bị khó đó, được theo mọi người thì bi brief chính là cái câu trả lời cho mình. Bi brief nó, và bây giờ người ta xài cái này rất là nhiều, bởi vì cái tính rất là hay của nó là cái chuỗi nhận về được không có còn cố định nữa, mà mọi người đều có một cái chuỗi khác nhau, mặc dù nhập cái bắt buộc giống nhau, được theo mọi người đó, thì mình sẽ xài cái bi brief này. Rồi vậy thì bây giờ để sử dụng bi brief này á, thì chúng ta sẽ cần có một cái lá mà nó viết trong sai ra. Rồi vậy thì bây giờ lớp ơi, lớp lên trên Google gõ cái này đi, CB brief, Java brief, thì nó sẽ dẫn mình vào trong cái trang xanh xanh này nè, cái trang này đây đó, đây là cái trang mà nó dẫn vô tới đó, vinros.org đó. Đó, giờ cái trang đó không nghe, không nghe. Rồi giờ mình sẽ tạo cái file Java để mình test thử nha. Kéo con lót ơi. Dạ. Rồi cho ta lót đi. Thì nó mình đau về là mình về một cái lát. Nhẹ lắm, nó có cái lát nó 28 kg thôi. Đi trip. Nào vậy? Do tao lót đó, tao lót thấy có cái phần mà cái mới nhất không? Đây là CB brief 0.4 e relay đó. Đó, tao đưa xuống dưới đó, tao cái file ship đi. À, rồi. Rồi giải nén ra, đó đi sâu vô trong đó, chỗ sụt chấm hộp chấm in rốt đó. Giữ lại cái file này mốt xài đồ án trong này nọ ha. Mã hóa bằng b brief. Nó có hai cái này zip file tag chấm gs thì mình file zip ha. Đây là chọn cái file zip này đi, rồi các bạn về giải nén ra thì đi sâu vô sụp nè, op nè, minros nè, cb brief nè, đây là cái lắm chúng ta cần phải nè. Có không đây thì góp cho ha. Rồi vậy thì bây giờ mình lấy xong rồi chúng ta tạo cái bắt kiện tiêu tiêu đi mọi người. Nha, hoặc là bắt kiện thép bao đi, bắt kiện thép bền thì tiêu tiêu có đầu chi cái tiêu của Java không hết. Rồi vậy thì bây giờ trong cái đồ sát hiện tại nè, thầy tạo ra một cái bắt kiện mới, thầy đặt là bắt kiện thép bền. Hepper, ví dụ mà bố những cái xử lý thêm của mình này nọ đó, và mình sẽ khai báo là Hepper đi. Thầy nhắc lại nha, tạo một cái bucket mới, bucket Hepper. Rồi hồi nãy mình đã download cái bgrip đó về rồi. Cớp, giải nén nó ra xong đi vô lấy cái rat bgrip của nó đó. Mát vô trong cái bucket mà mình vừa tạo. Đây, ok. Tag bgrip này. Copy cái last bgrip.java ở trong cái mà mình giải nén ra đó. Okay. Okay. Sửa lại thành cái bucket của mình đi các bạn. Hiện giờ nó đang là minros chấm cái đó. Vậy thì bucket là rồi hết lỗi. Xài được rồi đó. Rồi ai về rảnh thì mở lên đọc ha. Coi á. Để nói rảnh đó ra. Ủa lấy đâu ra này? Ngon. Một nhạc hoa trầu xuống thôi. Ủa. Đã nói là bảo quá, tổ mà không có làm dễ hơn á. Tại đây nghĩ rằng là biết cái này đây. Cũng là bảo quá. Cái giống cái bài cũng biết xuống rồi. Ơn nữa. Ơn cả bài cũng biết. Người này đang biết lại cái đó. Ghê vậy hả? Rồi, vậy thôi mình test thử đi, mình tạo cái bắt kịp test đi lớp bài. Tạo cái bắt kịp test đi. Trong sổ không thầy? Trong con đời sổ tạo cái bắt kịp để mình test. Tại đặt bắt kịp test học luôn. Cái bắt kịp nó bị lỗi đi sao vậy? Sửa cái bắt kịp lại, mình mở cái mi clip nó lên, mình sửa cái bắt kịp lại, cái bắt kịp của mình. Em mở. Xong nghe.
Rồi, vậy thì giờ nè lớp, chúng ta sẽ đi tạo vào trong bucket test một cái lát nha. Trong bucket test tạo một cái lát về đặt đề mô 1 có cái hàm em. Cái hay của Elip là nó cho mình có thể gắn hàm em bất kỳ chỗ nào mình chạy cũng được chứ á. Còn ở trong visual là chúng ta phải đi tạo cái độ set console mình mới làm được cái chuyện đó. Tại vì trong một cái độ set nó chỉ có cái hàm em à. Còn ở trong Java là lát có em là chạy thoải mái rồi. Nó sướng vậy đó, đó mình có thể nhúng cái test bất kỳ chỗ nào được cho tạo hàm em ha. Sử dụng thử nè, bây giờ giả sử mình có cái password là 123 đi, đó mình chạy nó 3 lần để coi kết quả làm sao. Import cho helper, import cái của mình, cái budget mới tạo helper vô. Khi mà xài Bitrip thì cái đăng nhập của mình sẽ biết lại nó khác so với của bạn làm cái đăng nhập thông thường là username và mask. Bây giờ cái mask nó không có bằng cái kiểu như vậy được, mà nó phải đổi cái hàm để nó so cái password. Rồi đó cái đăng nhập của mình sẽ khác so với thông thường nha. Đó. Rồi vậy thì bây giờ mình sẽ gọi Bitrip lên mình xài các bạn. Bitrip ở đây nhiều là cái lát chúng ta hồi nãy vừa lấy về trong cái bucket shaper nha. Rồi kia thì cho mình mã nó nè, sit down đó. Ví dụ thầy có cái password 1 đi, đó thử coi chạy làm sao. Lấy bitrip dễ lắm, mình gọi cái chỗ này chúng ta sẽ có hash bar là chúng ta kiểm tra ha. Và bây giờ chúng ta sẽ đi mã nó ra, vậy thì mình sẽ có ở đây các bạn gọi bitrip mình hash password. Thì cái password là cái password của mình và ở đây là cái son. Cái son này là cái key để chúng ta phát sinh ra trong cái quá trình mã hóa. Thì có thể cái key dài, key ngắn. Ví dụ như là trong trường hợp này mày muốn cái son của thầy là cái chuỗi mà nó hỗ trợ mã hóa là 10. Ông kia cái chuỗi mã hóa ông muốn là 15 thì khi đó mặc dù là cùng cái chuỗi nhưng mà cái cơ chế nó khác sao rồi. Nó nằm ở trong cái xử lý như vậy đó. Do đó trong trường hợp này mình lấy bitrip mình get son đi cho lấy cái chuỗi mặc định của nó luôn. Rồi như vậy là được cái password thứ nhất rồi đó. Mình lấy bitrip của hashbar, chúng ta chỉ cái password mà mình cần mã hóa ra. Còn cái này các bạn lấy cái chuyện mặc định cái son của cái thư viện luôn. Rồi khớp nó xuống cái nữa để password 2, khớp cái để password 3. Tự cho cái kết quả làm sao. Rồi, lớp chạy thử, nhấp chuột phải rồi đèn cái lên ép ra 3 application là xong. Đó, lớp xuống. Mặc dù một cái password thôi, nếu mà xài em đi 5 chết sắc là 1 là giống hệt nhau. Được ha, nhưng mà bây giờ mình test với bitrip thử run ép ra 3 application. Rồi, đó, thấy gì? Thấy là chưa? Đó. Các bạn thấy có phải là ba cái password nó khác nhau hoàn toàn không? Java application không phải. Đúng rồi, nhấp chuột phải rồi net Java application. Đó, các bạn thấy mặc dù là 1, 2, 3 nhưng mà sau 3 lần dạy đây nè, đó cho nó mọi cái đã đi. Mình lưu là lưu cái như vậy đó. Mới bốc em nguyên cái này vào trong cái cột password của cơ sở liệu. Muốn nó sao nha. Đó, tiền là cái chỗ này nè. Vậy thì bây giờ mình không có xóa chuỗi được đâu. Có bạn đâu xóa, đúng không? Mà mình phải gọi cái hàm của nó. Nó sẽ có cái thuật toán để nó xóa. Đó. Do đó trong trường hợp này, giả sử mình sẽ xóa thử nè. Thì trong bitrip này nó có hàm nó hỗ trợ các bạn. Bitrip, cái cơ chế này là chung cho qua các ngôn ngữ nha. Các bạn thấy Java C Sharp hoặc là PHP hoặc là những ngôn ngữ khác những hỗ trợ bitrip đều có hai cái hàm. Một cái hàm là hashpad là chuyển cái password cái gì là cái chuỗi mã hóa lại đó, và cái hàm để check rồi nó có khớp quá rồi không. Thì bây giờ mình so đi, vậy thì bây giờ mình sit down đi, mình sit down ví dụ resolve 1 đi là mình muốn so với nó là sao. Vậy là bitrip nè, cái biến hồi nãy các bạn gọi cái hàm check password chết rồi. Nãy mình nếu mà mình để như vậy thì là nó không lấy giống đâu. Do đó bây giờ cái chỗ này nè, các bạn khai báo biến để chúng ta xài chung cho nhiều chỗ đi.
Vậy thì khai báo cái biến password 1, cắt cái này lên. Cắt cái này lên, để rồi mình lấy xuống mình so dưới luôn ha. Và bây giờ cái chỗ này là mình nói là nói cho password 1 tính là bằng cái biến thì mọi người à, để rồi mình xài ở dưới nữa. Rồi tương tự như vậy cho password 2, password 3 à, hai cái password thôi. Để cho cái khớp, cái ăn khớp password 2 à, thì ở đây là nói cho rồi đó. Vậy thì ở dưới này là mình lấy hai cái password của mình so được rồi. Rồi lập tức thành hai cái biến đi. Đó, bỏ cái này là vô trong cơ sở liệu cá ha. Đó. Nguyên cái mặt buộc nó má luôn. Rồi vậy thì giờ mình kiểm tra nè. Đầu tiên mình giả sử kiểm tra cho nó đúng. Vậy thì các bạn gọi cái hàm check password. Đây chúng ta có cái hàm check password đây. Thì ở đây thứ nhất là cái giá trị plain text là cái giá trị người ta nhập vô từ cái form của mình đó mọi người. Là khi nó đăng nhập nó gõ cái mask của nó vô á. Ví dụ thầy cho chỗ này là 1, 2, 3 là trùng với cái mask trên kia. Và còn ở đây là cái giá trị mà mới mốt mình lôi trong cái sở liệu ra là cái chuỗi này nè. Cái chuỗi dài nhằm ở dưới này nè. Được không mọi người? Vậy thì bây giờ mình bỏ so với cái password 1 là cái chuỗi mà mình mã hóa hồi nãy ra ở trên kia đó. Password 1. Rồi coi nó đúng hay nó sai, nó có khớp hay không khớp. Mặc dù chạy là cái chuỗi khác nhau. Rồi khớp cái read số 1 này xuống thành read số 2. Rồi và mình cho password. Ở đây là ví dụ bắt buộc 2 nè. Nhưng mà cho 1, 2, 3, 4 đi. Có kết quả là sao à. Coi được true, được false gì không? Cái true, cái không. Đúng rồi. Đó các bạn thấy. Hoặc là các bạn cho check chỗ này bắt buộc 1 luôn thử đi. Có nghĩa là mình check nhiều cái trường hợp coi nó như thế nào. Có nghĩa là cùng cái chuỗi nhưng mà cái bắt nó khác. Thử coi nó làm sao. Hoặc là bắt buộc 2 gì đó thì chạy thử cái trong trường hợp này kết quả mong muốn này nè ông này cái chuỗi mã hóa của 1, 2, 3 nè mình so được về true rồi nè đó ông này cái chuỗi 1, 2, 3 nè mà mình để 1, 2, 4 nó biến false nè thấy chưa rồi bây giờ các bạn thử cho chỗ này luôn ví dụ bắt buộc 2, 1, 2, 3 nữa là hai cái mask khác nhau nè nhưng mà cùng so 1, 2, 3 chứ gì nữa đúng không thử cái coi hai cái trù không mong muốn hai cái trù đúng không đây nè đó như vậy là chúng ta đã mã được cái chuyện này rồi rồi vậy thì mới mốt là tiến hành làm là gọi bi trip lên để làm nha so sánh mã hóa password thì tới cái phần cái số liệu này sẽ chỉ cho cái lớp làm cái form login chúng ta không còn so cái kiểu bình thường nữa là em bác bằng em bằng bác cái nữa mà chúng ta sẽ viết lại chút xíu có khó gì nha nó chúng ta thêm điều kiện thôi đó như vậy là đầy đủ cái bài về phơm rồi thôi hẹn nghỉ hè đó hẹn gặp hai tuần nữa chúng ta sẽ vào trong làm việc với session. Có hẳn nó có nó vô trong cái chỗ Mendes nước ghép đó cho gọi chữ B-Rip nó ra nhiều lắm nó có hỗ trợ nhiều lắm kiếm cái nào mà nhiều người đau á thì nhớ có cái bộ cả trăm ngàn người đau vô trong nước ghép cũng B-Rip luôn vô trong Mendes nước ghép cũng sợ cái chữ B-Rip ra đấy là đa số giờ ngôn ngữ nào cũng hỗ trợ cái mã hóa để chữ B-Rip mà B cho tới Mossy hết đều có rồi thôi mình nghĩ ha ai copy demo em thì copy cho đó để dành cái đó về lại cho lớp nó muốn chúng ta còn xài nó nhiều nha B-Rip này nè Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cái hay quá đúng không? Đó. Cái hay đó là mỗi lần chạy là mỗi được cái kết quả.